Ở bên kia thì Bùi Tiến Dũng đang qua để chào hỏi những người đồng đội cũ của mình. Và hôm nay Zairo đã thi đấu rất tốt. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Anh Gia Lai có 13 điểm. Ở bên kia thì Bùi Tiến Dũng đang qua để chào hỏi những người đồng đội cũ của mình. Và hôm nay Zairo đã thi đấu rất tốt. Gia đình của Thanh Sơn cũng đã có mặt để chúc mừng Thanh Sơn ngày hôm nay. Đây là gia đình của Phan Đình Vũ Hải. Chúc mừng em. Và đằng xa kia là Tuấn Anh. Tuấn Anh đang sang để trò chuyện cùng với Hoàng Vĩnh Nguyên. Vợ ơi, cứ vào đây. Gia đình của Đinh Thanh Bình. Xin cảm ơn quý khán giả đang dành thời gian để theo dõi livestream trực tiếp trên sân Pleiku vào chiều ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2024. Sau khi kết thúc chương trình livestream này thì quý khán giả đừng quên theo dõi toàn bộ clip về cảm xúc của Âu Đức cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được công chiếu trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit sau khi mà mình upload xong. Anh Huỳnh Mau đang dành những lời chúc mừng cho Châu Ngọc Quang. Đây là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Còn đây là Pereira Gabriel. Hello anh Mau, chúc sức khỏe anh Mau. Ngày hôm nay thì Quang Thịnh không đăng ký thi đấu cùng với thủ môn Dương Văn Lợi. Một trận đấu top team, một cảm xúc có thể nói là vô cùng top team dành cho đội chủ nhà LV Băng Hoàng Anh Gia Lai. Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay đã thi đấu tốt. Pha ghi bàn của Chế Timite ở một độ khó rất cao. Như vậy là trong chương trình livestream thì mình dự đoán là Hoàng Anh Gia Lai sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 và kết quả chung cuộc đã diễn ra với tỷ số là 2-1. Mọi người hãy chúc mừng Vlog Ngoài Đường Pit đi ạ. Anh thắng cho đoàn của em xuống anh Thắng ơi. Như vậy là các thành viên trong đoàn du lịch Ngoài Đường Pit cũng sẽ được ưu tiên đi xuống dưới sân. Dạ rồi, vô đi anh Quy ơi, qua đây nè anh Quy ơi. Vô đây luôn. Các cô, các chú luôn. À, chụp cho gia đình Thanh Sơn một tấm nào, thật là tươi nào. Hay quá, dạ. Dạ, xin cảm ơn lời chúc của tất cả quý khán giả dành cho Vlog Ngoài Đường Pit. Và nếu yêu thích thì quý khán giả có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin được cảm ơn. Sao Vương ơi, Ngoài Đường Pit hôm nay đến đây thắng chưa? Được chưa? Hài lòng chưa?
chưa biết ai đám ai. Hello Nghĩa. Như vậy là quý khán giả cũng đừng nói là tại Dũng ám đội nữa nha. À, có Bùi Tiến Dũng mà lại còn có cả Nguyễn Hữu Dũng nữa thì đúng là song Dũng rồi, rất là mạnh. Vui quá cô. Dạ. Dạ. Quá vui. Dạ. Tí nữa mình chụp một tấm hình kỷ niệm ở sân. Dạ. 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 Dạ được, một tấm 10 tấm cũng được chứ một tấm ăn nhầm gì. Chà, một không khí có phần hơi hỗn loạn một chút thôi nhưng mà không sao cả, lúc này đang vui. Và đây là Tuấn Anh. Không thể chạy được rồi. Rất tiếc là Nhô không thể chạy được. Rất là cảm ơn quý khán giả đang dành thời gian để theo dõi livestream của mình. Những cảm xúc sau trận đấu là rất vui. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Bởi vì ngày hôm nay thì LV Văn Hoàng Gia Lai cũng đã phải rất khó khăn mới vượt qua được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiến thắng thứ 3 của thầy trò của đội bóng Phố Núi. Và là chiến thắng thứ 2 của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ở V-League 2023-2024. Sau 13 vòng đấu thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giành được 13 điểm sau 13 lượt trận, tiếp tục đứng ở nhóm cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên là cơ hội trụ hạng thì cũng đã phần nào mở ra cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở giai đoạn tiếp theo, đội bóng Phố Núi họ sẽ thể hiện như thế nào. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2024, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ có trận đấu sân nhà thứ hai liên tiếp gặp đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, đó là câu lạc bộ Khánh Hòa. Vlog Adventure cũng sẽ tổ chức tour du lịch lên Pleiku để xem trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 3, và sau đó một ngày sẽ là trận đấu ở trên sân Quy Nhơn giữa câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở sân Quy Nhơn ở Bình Định. Quý khán giả nào quan tâm đến tour du lịch bóng đá ngoài đường pitch thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng qua số điện thoại 0909 608 754. Hello. Vâng, một không khí có thể nói là rất rộn ràng ở trên sân Pleiku ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay thì Đinh Thanh Bình vào sân trong khoảng 7 phút cuối trận. Tuy nhiên là Bình vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt, cần phải cố gắng hơn trong thời gian tới đây. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, tối mai em về. Đây. Bye bye Thanh Nhân, ok em. Bác Lâm thấy không, em mang may mắn cho đội chứ. Dạ, hello Sơn, cố gắng nha. Ok. Hello anh Trải, cố gắng nha. Ok. Ừ. Ngon rồi, ngon rồi. Vui rồi. Ok. Ok em yêu. Ok, chút nữa anh ra. Văn Trừng hả? Ok. Hello Việt, cố gắng nha. Hello Tài. Dạ. Yeah.
Tuấn Anh đang tạm biệt huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Anh Thành tối nay làm gì ạ? Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu thì mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.